Lãnh đạo Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp vừa đến trao giấy khen của Ủy ban dân thành phố Sa Đéc về gương người tốt việc tốt cho anh Quỳnh Minh Duy, sinh năm 1988, ngụ khóm 1, phường 1, thành phố Sa Đéc, là nhân viên công ty Sa Giang, người đã nhặt được tiền trao trả cho người bị đánh rơi. Trước đó, vào ngày 25 tháng 3 năm 2020, ông Lê Tấn Tài, 59 tuổi, ngụ xã Long Hậu, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp, đến bưu điện thành phố Sa Đéc để thực hiện dịch vụ chuyển phát. Sau khi thực hiện xong, ông Tài về nhà thì phát hiện bị mất tài sản là 6 triệu đồng tiền mặt. Cùng lúc này, anh Duy từ cửa bưu điện Sa Đéc bước ra thì phát hiện có một cọc tiền là 6 triệu đồng rơi trên vỉa hè, nên anh Duy đã mang đến giao cho công an phường 2 để tìm người trao trả lại tài sản. Đến ngày 27 tháng 3 năm 2020, công an phường 2 đã tổ chức mời ông Tài và anh Duy đến trụ sở để thực hiện thủ tục trao trả tài sản nói trên. Tại buổi trao giấy khen, lãnh đạo công an thành phố Sa Đéc đã biểu dương hành động không thăm của rơi của anh Duy, xem đây là hành động đẹp cần được lan tỏa trong xã hội.